Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình hộp thư truyền hình của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thưa quý vị, tập thể người dân ấp Phước Thiện, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền gửi đơn đến chương trình hộp thư truyền hình trình bày. Con đường lưu thông của bà con hơn 30 năm qua, nhưng hiện có một hộ dân đòi lấy lại con đường, đồng thời còn cho đổ đá chắn ngang con đường khiến việc đi lại của bà con gặp nhiều khó khăn, dẫn đến nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông. Phóng viên chương trình đi thực tế và có ghi nhận sau. Con đường mà bà con phản ánh là đường bê tông, có chiều rộng khoảng 6 mét, dài hơn 30 mét, nối từ Hương Lộ 5 ra đường ven biển, thuộc ấp Phước Thiện, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền. Hiện có một đống đá lớn đổ chắn ngang 2/3 chiều rộng con đường, khiến người dân đi lại có phần khó khăn. Người dân ở tổ 3 ấp Phước Thiện cho biết, năm 1994, hộ bà Mai Thị Kim Loan chuyển về ấp Phước Thiện sinh sống. Lúc này gia đình bà Loan có mua đất của ông Hồ Bền để xây nhà. Thời điểm này, con đường trước nhà bà Loan chỉ rộng hơn 1 mét. Ông Hồ Bền là chủ ụ tàu Tân Bền, có trụ sở nằm phía cuối con đường. Trước đây do xe tải ra vào xưởng đóng tàu nhiều, nên ông Bền có mua thêm một phần đất và vận động bà con hiến đất để mở rộng con đường ra khoảng 6 mét. Từ đó đến nay, người dân cũng như các phương tiện ra vào ụ tàu của ông Bền vẫn lưu thông qua lại trên con đường này. Tuy nhiên, khi con đường ven biển được hình thành, các phương tiện ra vào ụ tàu của ông Bền có thêm hướng lưu thông, thì ông Bền có ý định đòi lại phần đất đã bỏ ra làm con đường. Mặc dù người dân không đồng tình, nhưng ông Bền vẫn cho người đổ đá chặn ngang con đường. Trước khi bác mở con đường hoạt động công ty ụ tàu, đó bác đã có ý kiến với người dân, thì coi như là công ty khi thành đạt 10 năm, là con đường sẽ trở thành con đường chung, nhưng đến nay 30 năm, thì bác đã đi lên, bác lại lật lại cái lời nói của bác không có đúng. Cái đường này là cái đường chung, thời kỳ mà mới mở ra thì nó có 5 mét thôi. Còn bên này chúng tôi bỏ ra hơn 2 mét nữa để cái độ cua của xe vận tải gỗ cây của bà cụ nó tới được, không có nó húc ở trên nhà thôi. Thế thì bây giờ thời gian làm như vậy thì nó đã còn nguyên si cái đường. Ở đây là đi trong 3 ấp, chứ không phải là một cái ấp này. Phước Thiện, Phước Bình rồi là Tân Phước. Các tỉnh đều đi học, đi hành, các cháu đi đây hết. Cho nên tôi đề nghị là đường vẫn phải trả về cho đường, không được ai lấn chiếm. Công ty ụ tàu Tân Bền cùng với người dân mở con đường này suốt 30 năm. Mà tới nay công ty ông Tân Bền xin lấy lại con đường để làm nhà của riêng mình. Cho nên bây giờ người dân tôi rất bức xúc, chả biết sao bây giờ. Cho nên chúng tôi cũng nhờ đến chính quyền địa phương và các cấp để giải quyết vụ việc này cho chúng tôi, để con đường chúng tôi không kiện cáo gì, nhưng mà chỉ xin giữ lại con đường nguyên hiện trạng. Ông Hồ Bình cho biết, phần đất đường người dân phản ánh được ông mua từ năm 1994, nhưng đến năm 2011 ông mới làm được sổ đỏ phần đất đã mua với diện tích 208 m². Tuy nhiên, khi ông rào phần đất được cấp sổ thì người dân không đồng ý. Làm sổ đỏ rồi thì rào đất đồ này kia thì bà con ngăn chặn không cho. Không cho thì tôi có chấp nhận, tôi nói thế này. Thì cái khoảng đường như vậy á, là từ ở đó ra đây, nó bữa trước là chạy vô trong kia nữa cả, rồi mở đường ra của nhà nước. Thì tôi vẫn để chấp nhận cho để mở đường này kia, chúng tôi không có thu tiền này kia. Bây giờ tôi chỉ có làm sổ đỏ chỉ có 208 m². Thế thì nếu bà con chấp thuận thì cái đường này đó, bởi vì bên kia nó có đường lớn rồi, bên này có đường nhỏ thế này, tôi đã chấp thuận vậy là coi như tôi cắt bề ngang để lại 1.3 m tôi rào để cho bà con lưu thông ra vô. Đơn trường tôi làm coi như từ năm 2016 gửi đến tới từ xã tới huyện nay cũng chưa giải quyết xong. Liên quan đến vấn đề tranh chấp nói trên, ông Phan Thạch, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phước Tỉnh cho biết, theo hồ sơ, năm 1994, ông Bền nhận chuyển nhượng đất của ông Nguyễn Văn Khang để làm đường đi và vận chuyển hàng hóa vào ụ tàu Tân Bền. Đến năm 2002-2004, đường ven biển được xây dựng, cắt ngang con đường đi vào ụ tàu Tân Bền. Lúc này, một phần con đường nối từ đường Hương Lộ 5 ra đường ven biển dài 32 mét, rộng hơn 6 mét. Ông Bền không có nhu cầu sử dụng, nên ông Bền làm đơn gửi Ủy ban Nhân dân huyện Long Điền xin cấp quyền sử dụng đất đối với phần diện tích đất mà trước đây ông đã bỏ ra để làm đường. Ngày 3 tháng 10 năm 2012, Ủy ban Nhân dân huyện Long Điền đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số hiệu BL 825994
diện tích 208,5 m2 thuộc thửa đất số 407, tờ bản đồ số 88, tọa lạc tại ấp Phước Thiện, xã Phước Tỉnh. Sau đó, năm 2016, ông Hồ Bền làm đơn xin xây hàng rào cho khu đất trên, nhưng các hộ dân trong khu vực không đồng ý. Trong thời gian là cuối năm 2019 và đầu năm 2020 này thì chúng tôi cũng đã tiếp nhận đơn của hộ dân, đồng thời cũng là tiếp nhận cái phản ánh của ông Hồ Bền về cái dân, người dân khu vực này thì phản ánh là đề xuất kiến nghị là thu hồi lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để trả lại con đường đi trước giờ cho hộ dân. Còn đối với ông Hồ Bền thì anh phản ánh đề nghị can thiệp để tạo điều kiện cho người dân được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đảm bảo quyền sử dụng đất cho hộ dân. Thì chúng tôi cũng đã mời để là trên tinh thần là hòa giải, rồi là giải thích cho hộ dân hiểu là cái quyền sử dụng đất của người được cấp giấy chứng nhận quyền đất. Tuy nhiên hộ dân đi trên con đường này thì họ quen rồi, họ vẫn không có đồng tình và tiếp tục là kiến nghị phản ánh lên các cấp. Thì hướng tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục là mời các hộ dân để giải thích, cũng như mời là ông Hồ Bền để trên cơ sở đó đối thoại với nhau để tìm được cái lối chung tạo cái thuận lợi nhất cho giữa cái người dân cũng như ông Hồ Bền. Mong rằng chính quyền địa phương sớm có phương án hòa giải hợp tình hợp lý giữa các hộ dân và ông Hồ Bền là hộ đòi lại đường, nhằm tạo thuận lợi nhất cho người dân đi lại và cũng đạt được sự đồng thuận của hộ ông Hồ Bình.